Ok, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng top 3 của Rubik 0500 giá rẻ dành cho những người mới bắt đầu tập luyện Rubik hoặc là mới chơi Rubik nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, thì đầu tiên là WGSize W. Thì WGSize W là một khối Rubik giá rẻ, rất phù hợp cho những bạn nào mà mới bắt đầu chơi hoặc là mới bắt đầu tìm tòi về Rubik. Khối này sẽ nói là cực kỳ tốt với những bạn như thế luôn. Và khối này có hai phiên bản, đó chính là đen, trắng. Đấy, hai phiên bản này các bạn có thể lựa tùy theo ý thích của mình ha. Và Q tuy là giá rẻ nhưng mà mình thấy Q có tốc độ rất nhanh và cũng như là độ êm cũng ở mức tương đối. Và Q chơi cũng rất là cứng cáp, không có bị kẹt quá nhiều. Nhưng mà điểm yếu của Q có một cái là mình thấy là Q nó hơi nặng một chút và cắt góc thì còn hơi bị chẹt một chút xíu. Nhưng không sao, dù sao đây cũng là một Q giá rẻ nên các bạn không thể đòi hỏi nhiều được. Đứng ở top tiếp theo đó chính là WG Warrior S. Thì WG Warrior S là một, theo mình nghĩ là một bản nâng cấp hoàn hảo hơn của WGSize W. Thay vì là sticker hoặc là body trắng như ở bản WGSize W thì lần này đó là stickerless và không có bản body đen hoặc là body trắng. Đây cũng là một điểm yếu cho những người nào mà thích chơi kiểu mà bản sticker ha. Nhưng mà bù lại Q có cảm giác khá nhanh và êm và cắt góc ở mức là tốt và hệ màu của Q cũng khá là đẹp và nó dành cho những bạn nào mà muốn luyện ở sub 20 hoặc 15 là đều có thể luyện được. Còn về điểm yếu của Q thì theo như mình thấy là Q không có phiên bản màu đen và cũng như là không có nhiều sự lựa chọn cho các bạn mà muốn chơi phiên bản có sticker ha. Nhưng mà không sao, dù sao đây cũng là một Q có giá rẻ mà. Đấy, nên thôi, những cái vấn đề đó chúng ta có thể bỏ qua được. Nói chung đây là cũng là một Q rất là tốt. Ok, thì đứng hạng đầu đó chính là Mây Long. Thì Mây Long thì chắc hẳn cũng không quá xa lạ với các bạn rồi. Chiêu này giá rẻ nè, chơi tốt nè, tốc độ nhanh nè, cắt góc tốt nè, độ êm cũng ở mức tốt trong tầm giá của nó luôn. Và chiêu này là một chiêu giá rẻ ai cũng biết rồi. Và nó có 3 phiên bản, đó là đen, trắng và scarlet. Thì theo như mình thấy là cái phiên bản scarlet là phiên bản tốt nhất ha. Đấy. Và chiêu này có điểm mạnh như mình nói là tốc độ nhanh nè, rồi cắt góc tốt nè, độ êm cũng tốt luôn. Đấy. Nhưng mà nó cũng không thoát khỏi cái chuyện mà nó bị chê đâu các bạn à. Mày không thoát được đâu con trai. Đấy. Thì điểm yếu của Mây Long á là lúc mới mua về nó hơi bị khô một chút và cũng như là nó sẽ hơi bị chậm. Nên mình khuyên các bạn lúc mới mua về là bạn nên nới lỏng ốc ra khoảng 1 đến 2 vòng, xong sau đó bạn lúp và bôi chân lại cho Q thì Q chơi sẽ cực kỳ tốt luôn. Q có thể luyện được ở sub 20, 15, thậm chí là sub 12 vẫn có thể luyện được trên Q này. Đấy. Thì điểm yếu của Q thì mình cũng đã nói rồi, điểm mạnh cũng đã nói luôn rồi. Thì nếu như các bạn nào mà phân vân giữa ba Q như là WGSize, rồi WG Warrior S và Mây Long á thì mình khuyên các bạn nên chọn Mây Long liền nha, bởi vì Q này là chơi cực kỳ tốt luôn. Đấy. Thì mình không còn gì để nói nữa rồi. Mời các bạn xem một vài trận giải của các Q bên nước ngoài ha. Ok, thì video mình chỉ đây thôi. Bạn thích video này hãy cho mình like cũng như ấn lên kênh ủng hộ nha. À, và đừng quên vào cái chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nhất nha. Bây giờ thì bye bye.